phần 5. Anh xe ôm đào hoa số hưởng, hắn hẹn thằng Ngọc ở quán cà phê gần công ty nó và trình bày sơ qua đề nghị của chị Nga. Hắn nghĩ có thể làm được, vì đây là dự án resort tương đối nhỏ và mang tính riêng tư, thật ra kỹ thuật không quá phức tạp, chủ yếu là tính tiện dụng và đòi hỏi vận hành toàn thời gian. Thằng Ngọc có vẻ suy tư, nhưng rồi nó quả quyết gật đầu quyết tâm làm. "Làm, sợ gì không làm, không làm mày mất vận xuân." Mày tập trung vào vụ này đi, vụ nhà ông Hùng bà Mai để tao lo. Mà năm nay mày dính vào gái nhiều mà lại nở hoa, toàn thấy cơ hội từ phụ nữ là thế quái nào? Vận đào hoa đang phát à? Mày có yên đi không? Hoa hoét gì, nhớ còn có bông hoa tên Minh ở nhà kia kìa. Hắn mặc dù đe thằng Ngọc, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Chuyện bắt đầu từ chị, rồi hắn bắt đầu thay đổi, sự thay đổi mà có lẽ hắn không bao giờ nghĩ đến. Nhớ đến chị hắn lại thấy ấm áp chị không sinh nếu không nói là bình thường nhưng chị đến bên hắn bất ngờ và lặng lẽ thưởng thức không đòi hỏi chị yên lặng mang đến cho hắn cơ hội dù kết quả còn cần nhiều sự cố gắng của hắn nhưng nó đã làm thay đổi cuộc đời hắn sang một ngã rẽ khác phong phú hơn nhiều hy vọng hơn và nhiều thách thức hơn hôm qua về hương có nói gì không thằng ngọc vẫn ưu tư vì buổi hôm qua hai chị em nói chuyện mà nó chưa biết nội dung chẳng có gì đâu mày yên tâm chỉ là chuyện chị em thôi hắn không muốn thằng ngọc có cảm giác khó chịu vì sự quản lý bởi minh nên nói cho qua chuyện thằng ngọc có vẻ an tâm nó lại quay lại bản tính bông lơn này mày nói xem tao gặp bà mai sẽ như thế nào mắt mày sẽ không rời ra được người sẽ căng ra và đầu chỉ nghĩ đến chuyện ấy mắt nó sáng lên đầy hứng thú nếu mày không sợ minh mày có thể thử tao biết mày chưa bao giờ được hưởng sự dịu dàng chiều chuộng và kinh nghiệm của các chị thằng minh ăn củ cà rốt của hắn đưa ra nhưng lại sợ gậy nó có vẻ ngập ngừng để xem bao giờ mày hẹn tao sắp xong rồi xong thì gọi thôi vậy được mày xong thì đi cùng tao nhé thằng này đã nổi lên sự hứng thú và có vẻ muốn thử không biết là nó ăn hay sẽ bị ăn có khi không dám rời quán cà phê hắn tự nhiên lại không biết làm gì hắn thấy nhớ hương anh tự nhiên thấy nhớ em giờ chẳng làm được gì chỉ muốn gặp em giờ này chắc hương đang học hắn cứ nhắn vì hắn nhớ thực sự em đang học hết hai tiết này mới có thể đi được anh đợi em nhé vậy anh đợi em ở cổng trường nhé thôi anh về gần nhà em đi hôm nay em đi xe máy anh đợi em anh yêu em hương nhắn lại với hình trái tim còn khoảng hơn một tiếng nữa mới đến giờ đón hương hắn quyết định chạy vào bệnh viện thăm anh long như hôm qua đã hứa anh long vẫn đang ngồi trên giường xung quanh có một cô gái và hai thanh niên trong đó có thanh niên mà hắn gặp đêm qua dáng bạm trợn đang ngồi yên ở ghế góc phòng cô gái thì ngồi bên giường cầm đĩa hoa quả bón cho anh ăn còn một thanh niên khác trông có vẻ thư sinh trí thức đeo cặp kính cận thì đang cắm cúi ghi chép vào cuốn sổ khi hắn vừa bước vào anh long oang oang à thằng em vào đây vào đây vinh lấy anh cái ghế cho khánh ngồi người thanh niên đeo kính đứng dậy nhường ghế cho hắn và đi đến cái ghế còn lại trong phòng hắn đặt túi hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống ghế anh thấy thế nào rồi ngon rồi thằng em chỉ còn cái chân đang phải bó cứng chắc mấy tuần nữa mới khỏi hẳn để anh giới thiệu mọi người cho quen biết nhau đây là vinh trợ lý của anh còn đây là nhung quản lý của anh còn cái thằng cả ngày không cậy răng này là quyết là em họ anh giới thiệu mọi người đây là khánh quý nhân của anh em chào anh chị hắn chào mọi người sau khi anh long giới thiệu một vòng vinh thì chỉ khẽ gật đầu quyết thì vẫn đăm đăm không biểu hiện chỉ có nhung là nhìn hắn với vẻ tò mò và cười tươi gật đầu chào hắn em qua thăm anh chút thấy anh khỏe là em mừng rồi thấy chị nga nói chiều anh anh về nhà ạ à? ừ chiều nay anh về ở đây bực bội lắm toàn quy định vớ vẩn bác sĩ thì khó đăm đăm y tá thì chẳng dịu dàng chút nào không như sự chăm sóc của em nhung anh ào ào nói rồi sỗ sàng vuốt ve đùi Nhung, Nhung cũng không phản ứng, như quen với việc này. Hôm nay em gặp chị Nga rồi hả? Chú giỏi thật, hôm qua chú làm sao mà chị Nga khen hết lời. Người đầu tiên anh thấy chị Nga thưởng thức ngay lần gặp đầu tiên. Có gì đâu anh, em nói chuyện bình thường mà. Con em anh nó khó tính và giữ như con cọc cái ấy, ở đây ai cũng sợ, anh còn sợ hơn. Thế mà chú chỉ gặp có một lúc mà nó đã khen. Anh phục chú, hắn nghĩ cùng bình thường hắn chỉ nói chuyện tự nhiên thẳng thắn và coi chị như mọi người khác có thể đó là sự khác nhau giữa hắn và mọi người hàn huyên với anh long một lát rồi hắn xin phép về anh long tỏ vẻ lưu luyến khi hắn về có vẻ nói chuyện chưa đã không quên dặn hắn đến nhà uống rượu chơi vinh đưa hắn đến tận cổng khi hắn đi rồi mới quay vào bệnh viện hắn phóng về nhà tắm rửa thay quần áo sau khi rời bệnh viện rồi mới phóng đến khu chung cư nhà Hương, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Em đang trên nhà, anh lên phòng nhé. Hắn chưa lên nhà Hương báo giờ, lần đầu tiên em cho biết số nhà và nhắn hắn lên. Sau khi gửi xe, hắn hồi hộp bấm thang máy, trong lòng không khỏi nhảy lên bồm bộp. Hương mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt làm hắn ngẩn ngơ đứng yên, tới khi bàn tay mát rượi cầm tay hắn kéo vào nhà, hắn mới hoàn hồn lại. Hương mặc bộ đồ ở nhà bằng vải bông, mái tóc vẫn còn ướt chắc vừa tắm xong, nhìn trên làn áo phía trước làm cổ họng hắn khô nóng. Hắn kéo lấy Hương đến trước mặt, đặt xuống đôi môi đỏ tươi trước mặt một nụ hôn, hơi thở ấm nóng thơm tho làm hắn thấy nóng trong người. Hắn thấy được sự run rẩy của cô, tiếng thở của cô đã trở lên nặng nhọc. Một cảm giác khó tả sông thẳng lên đầu làm cô không nhịn được. Cả người Hương đã hoàn toàn buông xuôi theo những cảm xúc, cảm giác mới mẻ đẩy cô tròng trành, mọi cảm giác với cô đang ngày một lớn hơn. Cô không cách nào điều khiển được mình nữa. Nhìn ngắm gương mặt cô đỏ lên, cánh mũi phập phồng, cặp mắt nhắm lại, đôi mi rung rung một cảm giác yêu thương trào lên thay cho mọi cảm xúc, người hắn thư thái trở lại. Ôm cô trong tay hắn bước lại bên ghế sofa ngồi xuống, tay vẫn giữ cô nhưng giờ đã khác, đôi mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang tận hưởng cảm giác mới mẻ kia hương đang tận hưởng cảm giác mới mẻ vẫn tràn ngập trong người cảm giác say mê mà cô chưa bao giờ được hưởng cô biết đây là cảm giác mà đàn ông mang lại cho phụ nữ cảm giác để người đàn ông và phụ nữ gắn kết với nhau cảm giác là sự thăng hoa về cảm xúc của tình yêu nam nữ cảm giác nóng từ từ lan trên mặt làm cô không chịu được hít thở mùi vị đàn ông của hắn mùi vị mà hôm nay cô chính thức cảm nhận nó quanh quẩn trong mũi đánh vào khiếu giác làm cô yêu thích không thôi nhìn cô chợt xúc đầu vào sâu bên cạnh hắn người cô co lại như con mèo nhỏ ở trong lòng làm tràn lên cảm giác yêu thương hắn ôm cô chặt hơn và dịu dàng nói bên tai cô anh yêu em vòng tay cô cũng siết chặt hơn như đáp lại lời hắn mái tóc của cô vẫn ướt lành lạnh trên tay hắn anh xấy đầu cho em nhé cô khẽ gật đầu hắn đứng dậy bế cô trên tay cô vẫn lười biếng cuộn trong tay hắn rồi nói khẽ anh vào phòng bên ngoài một mùi hương dịu dàng đi vào mũi hắn khi hắn bước vào phòng, mùi hương thiếu nữ, mùi hương mà hắn đã quen thuộc đang cuộn tròn trong tay hắn. Đi đến bàn trang điểm, hương cựa mình để hắn đặt xuống đất và ngồi xuống ghế. Hắn với tay lấy cái máy sấy tóc treo cạnh bàn trang điểm, bàn tay nâng niu mái tóc dài mượt và bắt đầu bật máy sấy. Hương ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, nhìn động tác dịu dàng của hắn đang chăm chú sấy từng búi tóc của cô, lòng dâng cảm giác ấm áp, cô yêu hắn biết bao rồi nhớ lại cảm giác vừa trải qua cô lại đỏ mặt ánh mắt chợt trở nên nhu tình đôi môi đỏ hình trái tim nở một nụ cười hạnh phúc cô ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của hắn chăm chú nhìn sự say mê của hắn khi vuốt nhẹ mái tóc cô trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào khi bàn tay hắn chuyển từ mái tóc xuống khuôn mặt của cô nhẹ nhàng hai gò má mịn màng cọ gò má vào lòng bàn tay của hắn em yêu anh xung quanh yên lặng chỉ còn cô và hắn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình cảm thụ từng cảm giác mang lại cho nhau thời gian như ngừng lại tiếng cạch cửa kéo cô trở lại cô bối rối đứng lên đẩy hắn ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại cô tiến lại tủ lấy bộ quần áo để thay cô không khỏi đỏ mặt nhớ đến cảm giác vừa qua rồi đi vào nhà tắm hắn ngồi trên ghế khi một cô bé đeo kính cận bước vào rồi ngẩn người nhìn hắn và lý nhí chào hắn chào lại cô hương đâu anh Hương đang trong phòng. Hắn chỉ tay vào phòng Hương đang đóng cửa. "Vậy anh ngồi đợi Hương, em xin phép." Nói xong cô gái đi nhanh về phòng, bỏ lại hắn một mình trong phòng khách. Một lúc sau Hương bước ra, cô toát lên vẻ thanh xuân, khỏe mạnh trong bộ quần bò áo phông, khoác bên ngoài cái áo len xanh. Cô tiến về phía hắn, ôm lấy cánh tay hắn và đi ra khỏi nhà hắn cũng không nhớ bộ phim mà hắn xem có nội dung gì, cả tâm trí hắn đặt hết sang hương đang ngả đầu vào vai hắn, tay đang ôm lấy cánh tay và bàn tay nằm gọn trong tay hắn. Rồi đến khi đi ăn và đưa cô về cũng vậy, hắn chẳng nhớ mình ăn như thế nào, hắn chỉ nhìn từng động tác gắp thức ăn của cô, nhìn cặp môi hình trái tim, ngắm từng sợi tóc lòa xòa đang bay trước chán, rồi cảm giác êm ái đang ở phía sau lưng, đến hơi thở ấm nóng thỉnh thoảng vờn vào má hắn, và nụ hôn khi tạm biệt. Và đêm đó hắn mơ, giấc mơ hắn ôm cô trong vòng tay đang ngắm mặt trời lặn, phía xa xa là hai đứa trẻ đang nô đùa trong tiếng cười rộn vang. Cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành thiết kế chi tiết, các mẫu hợp đồng và chi tiết thiết bị cho căn hộ của anh Hùng và chị Mai. Gọi điện cho anh Hùng thì anh lại giao lại cho vợ, anh đang đi lượn cùng hội phân khối lớn. Chị Mai giọng vẫn giọng cợt nhà vang lên. Sao hôm nay mới tới nhớ chị à, mà tận giờ mới gọi. Em hoàn thành xong thiết kế chi tiết và danh mục thiết bị, hôm nay em gọi như đã hẹn. Vậy qua nhà chị nhé, chị đang ở nhà. Anh ấy lại đi chơi với lũ bạn rồi. Chị đưa ra một loạt thông tin, hắn băn khoăn không hiểu ý là gì, chẳng nhẽ. Thôi kệ, đằng nào cũng gọi thằng Ngọc, và lại chị hơi mặn so với gu của hắn, hắn không thích kiểu phụ nữ quá sỗ sàng, quan hệ nam nữ phải đến với nhau tự nhiên, không phải chỉ là vì nhu cầu và trên hết là quan hệ giữa hắn với chị Hằng, hắn không thể làm chị bị tổn thương. Hắn và thằng Ngọc đến nhà chị lúc gần trưa, đúng như chị nói nhà chỉ có mình chị, con gái còn đi học chưa về. Vẫn như thường lệ, chị sẽ chào hỏi khách trước, rồi đôi chân chặt trong cái quần bò legging. Thằng Ngọc mắt không chớp, nhìn như đóng đinh vào của chị. Hắn cũng quen rồi nên cất tiếng chào chị rồi kéo thằng Ngọc đang mất hồn đi vào. Chị bước chỗ ghế dài và mời hai thằng ngồi, Hắn đẩy thằng Ngọc vào chiếc ghế dài chị đang ngồi, còn hắn ngồi xuống chiếc ghế con bên ngoài. Đây là Ngọc bạn em, hiện hai chúng em làm chung với nhau. Chị tưởng em đến một mình, không báo chị trước. Chị nói với vẻ cao mày, thằng Ngọc thì vẫn ngồi yên mặc dù mắt nó đã rời khỏi chị. Vâng, xin lỗi chị. Em đưa Ngọc đến vì bạn ấy là chuyên gia về ánh sáng, sẽ giúp tốt hơn về yêu cầu ánh sáng đổi màu theo nhạc trong phòng ngủ như chị yêu cầu hắn vừa nói vừa nháy mắt với thằng ngọc và để chị chuyển sự chú ý đến hứng thú của chị thôi không sao em đưa hồ sơ chị xem nào đưa chị bộ hồ sơ chị không xem chữ chỉ xem các bản vẽ thiết kế rồi hỏi từng chi tiết mà chị hứng thú như lắp đèn màu trong phòng ngủ phòng tắm làm sao để đổi màu theo nhạc hắn đá thằng ngọc để nó nói thằng này bắt đầu lại hồn và trở lại bản tính của nó nó vừa mô tả vừa thao thao về những màu sắc sẽ tác động như thế nào đến tâm lý rồi ánh sáng kết hợp với nhạc sẽ tạo sự hưng phấn thế nào. Hắn cũng bắt đầu tin những điều nó nói, còn chị thực sự cuốn hút bởi hiệu ứng tiếng nhạc và ánh sáng kết hợp với nhau. Em sẽ thiết kế cho chị, đảm bảo trạng thái phấn khích của chị sẽ bắt đầu mỗi khi tiếng nhạc nổi lên và ánh đèn màu chớp nháy, sự phấn khích sẽ đến từ thính giác và thị giác kết hợp sẽ lay động các giác quan khác đẩy sự hưng phấn lên đỉnh điểm và sự thỏa mãn sẽ vỡ òa. Hôm nào xong em sẽ cùng chị chạy thử để trải nghiệm chị đã rơi vào trạng thái mơ màng đến viễn cảnh vỡ hòa mắt nhìn thằng Ngọc vẻ mong chờ chị đã quên sự hiện diện của hắn cuối cùng thì cũng đã xong sau khi thằng Ngọc hứa sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của chị để lại bộ hồ sơ để anh Hùng xem và ký vào hợp đồng hắn và thằng Ngọc ra về này là thật hay giả nhỉ hắn ngơ ngác nghe thằng Ngọc hỏi khi hai thằng đang ngồi ăn trưa tại quán cà phê nó có vẻ mất hồn sau khi rời nhà chị Mai cái gì thật giả hắn hỏi lại nói thì rõ ràng vào tao biết đâu được đấy hôm nào mày kiểm tra đi rồi nói lại với tao cứ giúp vào đó có thở được không nhỉ thằng ngọc lại tiếp tục mơ màng hắn giơ tay vỗ đầu thằng ngọc ăn nhanh đi rồi còn đi đón minh và hương hôm qua hương gọi cho tao báo chiều nay chị em nó quyết định đi thử váy áo cùng nhau đấy nghe đến minh thằng ngọc tỉnh lại hình ảnh vòng một ám ảnh nó bắt đầu được thay thế bằng hình ảnh minh nó bắt đầu cắm cúi ăn Tao nghĩ mình phải có thêm người để thực hiện dự án của chị Nga, đội thợ của mày có mang đi được không? Tao nghĩ là không vấn đề gì, tao sẽ lo vụ này. Trước mắt mình cứ ký hợp đồng thuê nhân sự với công ty tao cũng sẽ không quá cao đâu. Còn với anh em sẽ áp dụng thưởng thêm ngoài hợp đồng để khuyến khích. Thường công ty vẫn làm vậy để anh em có thêm thu nhập, chỉ có điều nếu đưa vào miền Trung, chỉ cần ít thợ cả thôi còn lại sẽ thuê công nhật tại địa phương. Mày để tao chọn người cho. Ừ tao sẽ lên kế hoạch để xem khối lượng công việc thế nào rồi sẽ tính toán lại cụ thể mấy công ty cung cấp kia liệu có tiếp tục đặt hàng không được bọn nó toàn công ty lâu năm trông nhỏ vậy thôi nhưng mày không biết đâu toàn công ty sân sau đấy mày cần gì bọn nó cũng sẽ chiều được hết mà chiết khấu luôn cao và an toàn vậy tao yên tâm quyết tâm làm tốt vụ này nhé sau bữa ăn nó chia tay thằng minh và đến đón hương hương đã đứng đợi ở dưới nhà hôm nay bạn em ở nhà nên không cho anh lên nhà mà lên nhà anh hư lắm hương nói rồi cười như nắc nẻ anh không nhịn được mỗi lần gặp em là không điều khiển được mình trong tâm trí chỉ còn có em em cũng thế em sợ mình sẽ không giữ được đến ngày thiêng liêng hương nói dịu dàng rồi ôm hắn chặt hơn hắn cũng chưa đưa hương về giới thiệu với bố mẹ hắn biết bố mẹ sẽ rất vui khi gặp hương nhưng còn bố mẹ hương hắn cũng chưa được gặp hắn tự nhiên cảm thấy lo lo tết anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh nhé vâng liệu có sớm quá không bố mẹ anh sẽ rất mừng chị phượng khoe với bố mẹ anh rồi bố mẹ đang mong em đấy vâng anh cũng muốn ổn định rồi sẽ về gặp bố mẹ em xin phép hy vọng hai bác sẽ ưng ý và đồng ý cho anh yêu cô con gái vàng bố mẹ em hiền lắm và hiểu tâm lý con gái em tin bố mẹ sẽ quý anh và ủng hộ em hắn không muốn đến gặp bố mẹ hương khi trong tay chưa có gì chắc chắn dù hắn tin vào tương lai nhưng quan trọng vẫn là bố mẹ Hương cảm nhận như thế nào, hẳn nhiên chẳng bố mẹ nào giao con gái cho kẻ tay trắng. Ngọc và Minh cũng vừa tới nơi khi hắn và Hương dừng trước của tiệm may. Tiệm may là cả bốn tầng nhà, chuyên may đồ cưới và áo com lê cho nam và nữ. Do Minh đặt trước, bọn hắn được đưa thẳng lên tầng 3, tầng chuyên đo và thử, và được chia thành hai khu nam và nữ riêng biệt. Nhà may có rất nhiều mẫu để chọn, hắn chọn một bộ com lê xanh đen may sẵn, kiểu cổ điển nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và suýt xoa của cô gái giúp đồ của nhà may, hắn không nhịn được tiến lại cái gương. Dù hắn không chú ý lắm đến vẻ bề ngoài, nhưng không khỏi thầm khen khi nhìn mình mặc com lê trong gương. Một người đàn ông, gương mặt cương nghị, đường nét phân minh, cằm vuông, tóc cắt cao lật ngôi lệch, dáng cao giáo khỏe mạnh, lịch lãm. Hài long với bộ com lê, hắn lại ghế ngồi chờ hương. Bộ váy ren trắng dài chạm đất, rủ xuống từ phần dưới eo, phần trên bó sát lấy vòng eo nhỏ nhắn, Bộ váy tôn lên sự dịu dàng duyên dáng, vẻ đẹp quyến rũ và sự thánh thiện của Hương. Hắn đứng yên, ánh mắt hút chặt vào Hương. Cô đứng đó cả người bừng sáng lấp lánh, vẻ đẹp thánh thiện mà ánh mắt nhìn vào chỉ còn là sự thưởng thức, si mê không một tia khi nhờn. Cô thướt tha tiến đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn vào ánh mắt hắn, sự hạnh phúc tự hào không giấu nổi trong ánh mắt cô, cô hãnh diện vì sự si mê của hắn hắn trông thật lịch lãm đĩnh đạc của đàn ông ánh mắt sáng nhìn thẳng khuôn mặt phân minh cằm vuông cương nghị dáng người cao khỏe mạnh trong cô tràn ngập sự ngọt ngào cô sao xuyến và hãnh diện vì hắn em đẹp quá hắn thốt lên thoảng thốt làm cô đỏ mặt và e ấp dựa vào hắn khi hắn vòng tay ôm cô tận hưởng sự cường tráng của hắn nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn cô quên đi những người xung quanh ôi anh chị đẹp đôi nào tạm dừng giây phút hạnh phúc, đứng vào đây chụp kiểu ảnh để lưu giữ nào." Tiếng Minh trêu chọc vang lên, làm cô và hắn rời nhau ra, hắn vẻ mặt tiếc nuối lườm Minh, Hương thì đỏ mặt ngượng ngùng. Bộ anh chỉ để kiểm tra mẫu với quần áo và để lên bối cảnh cho chụp chính thức gần ngày cưới. Hắn đứng cạnh Hương, cô ngồi dưới ghế, tay hắn đặt nhẹ lên bờ vai thon, tay cô dịu dàng ôm lấy tay hắn để chụp ảnh riêng phù dâu và phù rể. Cô ôm cánh tay hắn đứng sau Minh và Ngọc để chụp cảnh chung sau khi hắn thanh toán để lại quần áo sẽ lấy cùng bộ của ngọc và minh hắn rủ mọi người đi ăn mặc dù hắn và ngọc bị bỏ ra rìa vì sự hưng phấn của minh và sự háo hức của hương cho đám cưới nhưng hắn hạnh phúc và thỏa mãn hạnh phúc vì có em và thỏa mãn vì sự hòa đồng của em với minh rồi lại hôn lưu luyến khi chia tay người em lại run lên khi hắn ở gần em để lại hắn ngẩn ngơ với cảm giác tức tức trong lòng về đến nhà chị chưa đi làm về giờ cũng đã muộn làm hắn cảm thấy sốt ruột có lẽ cần đưa đón chị đi làm hoặc để chị đi xe ôm chứ đi xe đạp hắn thấy lo lo hắn bấm điện thoại gọi chị đầu bên kia nghe tiếng chị em ý ới rồi chị cũng nghe máy hôm nay chị ăn liên hoan cùng các chị ở siêu thị lát chị về thôi chị ở đâu lát em qua em đón chị ở siêu thị không cần đâu lát chị đi nhờ chị hà cũng gần nhà mình vậy được cần chị gọi em nhé yên tâm hắn quay vào định bật máy tính làm việc nhưng chợt thấy không đủ hứng thú hắn quyết định nghỉ ngơi một hôm quay vào bếp đun ấm nước và pha trà hắn vừa thưởng thức trà vừa đọc cuốn sách về kinh doanh cuốn này hương đưa cho hắn mấy tuần rồi hắn vẫn đang đọc dở hắn hiểu để có thể phát triển được hắn cần rất nhiều kiến thức khác đặc biệt là kiến thức về kinh doanh hắn chú tâm đọc sách những kiến thức không mới nhưng viết chuyên sâu nên hắn rất hứng thú đang miên man đọc điện thoại chợt vang lên số của chị nga giờ này cũng đã muộn không biết có gì khẩn cấp mà chị gọi giờ này alo chào chị chào em em có rảnh không vâng em rảnh có gì không chị chị định rủ em đi uống nước hắn hơi ngần ngừ giờ cũng muộn nhưng chị gọi giờ này chắc có việc gì đó vâng cũng được chị chị đang ở đâu em qua để chị qua đón em đặt điện thoại xuống bàn nga chợt bật cười chẳng hiểu sao chị lại gọi cho hắn Mấy hôm nay vì chuyện của anh Long nên Nga rất lo lắng, chị biết là do đối thủ cạnh tranh, nhưng lần này hơi quá khi thật sự muốn dùng cách tiêu cực để triệt hạ đối phương. Dù vẫn còn chưa biết cụ thể ai gây ra, nhưng chị cũng đã có những đối tượng nghi ngờ nhất. Việc này xảy ra không chỉ là tiền bạc mà còn là mạng sống, nên các phương án Nga tính toán đều không trọn vẹn. Việc này làm cô suy nghĩ suốt cả tuần nay, cộng thêm sự lo lắng làm chị cảm thấy bức bối và ức chế chiều nay thêm vụ bị kiểm tra kho hàng càng làm chị thấy nguy cơ hiện hữu chị thực sự cần một ai đó để có thể tâm sự trong cái môi trường kinh doanh nửa trắng nửa đen này nhìn xung quanh toàn thấy đối thủ chẳng biết tin cậy ai chị chợt nghĩ đến khánh cậu thanh niên mà chị có cảm tình ngay buổi nói chuyện đầu tiên vì sự thẳng thắn và thông minh có suy nghĩ rất thấu đáo và thái độ rất đúng mực không quỵ lụy không bảo thủ mà rất chín chắn đặc biệt tính cách nghiêm túc mà hài hước luôn trình bày vấn đề một cách thuyết phục mà người nghe khó phản biện dù đâu đó vẫn còn chưa phục lâu lắm chị mới có được những phút giây sảng khoái hắn đứng đầu khu và gọi điện cho chị phượng báo hắn về muộn để chị yên tâm trong khi chờ chị nga chiếc xe quen thuộc chờ đến hắn chủ động mở cửa xe và leo lên chị nga mặt đầy ưu phiền chăm chú lái xe không khí có vẻ gượng gạo không nhịn được hắn lên tiếng em biết chị đang thù ghét cả thế giới nhưng ít nhất chị dù em đi uống nước thì chị cũng phải trừ em ra chứ hoặc nói ngược lại ít nhất còn có em là người chị không ghét đúng không hừ chưa biết còn phụ thuộc thái độ của em chị nói nhưng mặt cũng đã nở nụ cười làm chị tươi tắn hơn chị cười làm em rất vui ít nhất em là số một trong số tám người trên thế giới chưa bị chị ghét sao em biết chị đang ghét cả thế giới này chị trang điểm rất đẹp chị mặc rất đẹp vì chị biết chị rất đẹp, chị muốn cả thế giới phải trầm trồ chiêm ngưỡng chị. Nhưng vẻ mặt cao có của chị làm cho toàn bộ vẻ đẹp ảm đạm xa đi rất nhiều, suy ra chỉ có cả thế giới bị chị ghét chị mới không cần quan tâm đến nó. Ha ha, dẻo mỏ, nhưng mà chị thích cách em phân tích. Em nói gần đúng, không phải cả thế giới, nhưng cũng phải một nửa. Chị trừ em ra chưa? Em đoán xem. Em không đoán. Chị biết anh nói câu gì không? Nói gì? Câu hỏi lớn nhất của cuộc đời tôi và đến nay vẫn chưa có lời giải đáp, mặc dù tôi đã dành 30 năm trong cuộc đời mình nghiên cứu về tâm hồn phụ nữ, phụ nữ thực sự muốn gì? Einstein vĩ đại vậy còn chịu, em thì làm sao đoán ra? Ha ha. Chị lại cười rất sảng khoái, nét cau có đã biến mất và chỉ còn sự vui vẻ trên mặt. Chị hôm nay có một quyết định sáng suốt khi dù em đi uống nước, em không hỏi đi đâu à? vì có niềm vui to lớn được đứng trong hàng ngũ nửa thế giới chưa bị chị ghét, hôm nay em sẽ theo chị đến bất cứ đâu chị muốn. Chị tự nhiên im lặng, quay sang nhìn hắn chăm chú, rồi khẽ thở dài nhẹ nhẹ. Đi uống rượu thôi, và nói chuyện với em cho khuây khỏa. Chị nói giọng hơi trầm xuống. Vâng, lát chị nói xem tại sao nửa thế giới bị chị ghét nhé, để em biết đường trốn sang nửa bên kia. Em trốn đi đâu, em trốn đâu chị chẳng tìm ra thì em không trốn nữa, luôn xuất hiện trước mặt chị nhé. Thèm vào, nhìn thấy em vậy chị lại ghét. Vậy thế này nhé, khi nào chị ghét, chị nói em một tiếng thì em sẽ tự trốn. Em thấy chị thế nào? Chị xinh đẹp, cứng rắn, luôn làm theo chủ ý của mình và thông minh. Em không nghe lời ông Einstein nữa, vì em đoán gần đúng rồi. Chị có cứng rắn lắm không? Có vẻ không phù hợp với phụ nữ nhỉ. Em nghĩ mỗi người có một tính cách riêng, cái đó tạo nên sự khác biệt giữa mọi người với nhau tính cách chị vậy, đó mới là chị. Nếu chị khác đi, chị lại thành người khác. Ừ, em nói đúng. Mọi người ai cũng sợ chị, cả anh Long cũng vậy, vì chị ít khi chịu nhường và luôn nói thẳng. Xe từ từ tiến vào khách sạn 5 sao, hắn theo chi đi vào thang máy, mọi thứ trong khách sạn đều lung linh, sáng rực để phô ra vẻ sang trọng của nó. Đây là lần đầu hắn bước vào nơi như thế này, hắn chỉ lặng lặng theo chị thang máy dừng lại trên đỉnh khách sạn, bước ra ngoài là một không gian kính thoáng đãng, tầm mắt không bị hạn chế có thể nhìn ra rất xa và không gian lung linh ánh đèn của thành phố bên dưới. Không gian của bán ba rất rộng, có quầy ba chung và khu vực bàn riêng yên tĩnh. Chị đi thẳng đến góc quán ba sát bên của kính, có vẻ như khu vực chị hay ngồi. Bàn rất yên tĩnh, chiếc ghế sofa hình bán nguyệt ôm lấy cái bàn tròn và hướng ra cửa kính, từ đây có thể nhìn một góc thành phố và phía xa ngoại ô đang tối đen. Em uống bia hay uống rượu? Bia chị nhé, em thích uống bia hơn. Còn nếu chị muốn uống rượu cũng không sao, em uống được. Vậy bia đi. Chị bấm cái nút ở góc bàn, một lát sau người phục vụ đến, chị gọi một khay bia ướp đá và ít đồ ăn nhẹ. Loại bia chị gọi, chai trong rất đẹp, vị bia không thơm nồng, mà dịu dịu và tinh khiết. Hắn uống thẳng bằng chai, còn chị rót ra cái ly cao. Em thích uống bằng chai hơn, vì vị nó còn nguyên khi mở, không bị bay mất như khi rót ra. Thế à? Vậy chị cũng uống bằng chai xem sao. Hắn và chị cầm chai cùng nhau rồi cùng yên lặng để thưởng thức chai bia. Chị mệt mỏi quá. Chị bắt đầu kể hắn nghe câu chuyện về việc anh Long bị hại, về đối thủ cạnh tranh, về những lo lắng của chị. Nghe câu chuyện của chị hắn cũng mừng tượng ra vấn đề. Em nghĩ thế này, việc đối phương dùng thủ đoạn tiêu cực như vậy như chị vừa kể là giải pháp vạn bất đắc dĩ, chứng tỏ đối thủ đã rơi vào đường cùng và không có giải pháp nào nữa có thể do việc kinh doanh của chị quá tốt làm đối thủ không thể cạnh tranh được tiếp nữa là trong việc kinh doanh này có rất ít người tham gia cạnh tranh hoặc tham gia cạnh tranh không đáng kể chủ yếu là của anh chị và đối thủ chị thấy hợp lý không ừ em nói đúng có lẽ chị đã suy nghĩ quá phức tạp vậy nếu như em đúng thì theo em giải pháp giải quyết là gì em nghĩ đối phương đã dùng biện pháp này chắc chắn sẽ không thể dùng giải pháp mềm mỏng được chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn để đối phương không có cơ hội ngóc đầu dậy nhưng như vậy anh chị không làm được có thể em chưa biết giai đoạn đầu sau khi phục viên anh long làm vận tải mặc dù giai đoạn này có thể coi như nửa xã hội đen nhưng cũng chỉ để bảo vệ mối làm ăn của mình sau này khi cơ chế đã thoáng anh chị chuyển sang mô hình công ty và kinh doanh buôn bán không ý em là chị không cần hành xử giống như đối thủ chị cần làm là cho đối thủ mất hẳn thị trường mất các quan hệ cột vốn để không có cơ hội trở mình khi đã không còn kinh tế còn giá trị gì nữa em cũng không rõ về thương trường về các mối quan hệ của nó nhưng đây là suy luận của em để chị tham khảo không em nói rất đúng có lẽ chị sẽ suy nghĩ thêm mà này hay em về làm với chị không em có mục tiêu riêng của mình và đang theo đuổi nó với lại kinh doanh em có biết gì đâu em chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi chị cũng mệt mỏi anh long nhà chị thì nghĩa khí anh ấy có rất nhiều bạn bè khi còn tại ngũ giờ cũng có vị trí trong xã hội và cả bạn ngoài xã hội nữa nên anh ấy chủ yếu là lo công việc ngoại giao bên ngoài từ khi chuyển sang buôn bán anh ấy không nhúng tay vào công việc nữa giao hết cho chị trèo trống hắn hiểu phụ nữ làm kinh doanh sẽ chịu nhiều áp lực hơn nam giới do sự kỳ thị giới do sự gia trưởng của đàn ông nhiều khi chị cũng muốn tìm một bờ vai để tựa vào nhưng rồi lại thất vọng người thì mạnh mẽ quá chỉ muốn sở hữu người lại nhu nhược quá chẳng có chính kiến gì anh long giọng chị hơi nghẹn ngào rồi chợt ngưng lại vai chị rung rung phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là phụ nữ vẫn cần một bờ vai tựa vào khi mệt mỏi hắn bùi ngùi thương cảm nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn để giúp chị hắn quàng tay qua vai chị siết chặt để an ủi để chia sẻ chị giờ chỉ là người phụ nữ yếu đuối đang dựa vào vai hắn và khóc rất tự nhiên nước mắt rơi xuống bàn tay hắn đang đặt trong lòng hắn ngồi yên nghe chị khóc để chị xả đi những bức bối trong lòng một lúc sau như đã vơi đi bức xúc chị ngừng khóc và ngồi thẳng lại nước mắt lem đầy trên mặt ướt một bên áo hắn chị đưa tay quẹt má những vết trang điểm bị dòng nước mắt lem nhem khắp mặt hắn xé tờ khăn lạnh dịu dàng đưa lên lau những giọt nước mắt trên mặt chị, những vết lem trang điểm loang cả sang hai bên má và dưới cằm, làm hắn phải dùng một tay ôm vào má chị để lau. Từ từ chị nhắm mặt lại. Những lời hắn nói giúp cho chị mở ra một con đường, chị biết mình cần làm gì, những bức bối đột nhiên được giải tỏa làm chợt thấy trống vắng, chị thực sự cần một bờ vai để giúp chị tĩnh tâm như lúc này. Sự tủi thân chợt tràn về làm chị yếu đuối, những giọt nước mắt cứ tuôn ra cái ôm của hắn làm sự tủi thân của chị càng lớn làm chị vỡ ỏa chị khóc như bù cho những dồn nén mà chị chịu suốt bao năm qua chị thực sự cảm kích hắn hắn dịu dàng lau những giọt nước mắt của chị rồi bàn tay ấm áp vững chãi ấp nên má chị làm chị chợt thấy xốn sang đã lâu lắm rồi không có bàn tay đàn ông đặt lên má chị chị nhắm mắt lại tận hưởng sự ân cần dịu dàng của hắn để thấy cảm xúc của mình đang sôi lên thấy tim mình đập nhanh hơn tâm hồn chị bồng bềnh như muốn buông thả lý trí lại ngăn chị lại chị biết hành động của hắn chỉ là tình thương nhắc chị không thể buông thả tâm hồn chị thì đang bồng bềnh hưởng thụ sự chăm sóc của hắn hơi ấm từ bàn tay truyền lên má chị làm chị nóng bừng nhu cầu đòi hỏi được ôm ấp vỗ về từ bàn tay kia chị thực sự cần một người đàn ông em hôn chị được không hắn hơi ngẩn người nhìn chị khuôn mặt chị an tường và có vẻ hơi mông lung hắn không thấy một tia ham muốn nào trên mặt chị chị chưa sẵn sàng hắn không dừng động tác lau mặt cho chị và khẽ nói sự giải tỏa khiến áp lực của chị đột nhiệt biến mất làm chị thấy trống rỗng sự ân cần của hắn làm chị sao động sự mềm yếu mà chị cố kìm nén tận sâu trong tâm hồn tràn ra thúc giục chị nhu cầu cần âu yếm cần an ủi cảm giác đó nó đó làm chị mông lung và chị bật ra một thỉnh cầu một thỉnh cầu vô thức xuất phát từ sự mềm yếu một nhu cầu cần được chia sẻ cần an ủi tiếng hắn vang lên như tiếng chuông đánh vào tâm trí chị xua tan sự mông lung. Chị mở mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt cương nghị trước mặt, nhìn đôi mắt sáng đang ân cần an ủi chị. Đột nhiên chị chợt